Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trung Quốc đã tiến hành sơ tán khẩn cấp hơn 8.000 dân sau khi mưa lớn gây lở 1,5 triệu mét khối đất xuống một nhánh của sông Dương Tử, đe dọa sự an nguy của cộng đồng dân cư lân cận. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, vụ lở đất xảy ra vào 5 giờ hôm thứ Sáu vừa qua, khi 10 triệu mét khối đất bất ngờ lở ập xuống tại khu tự trị Enhitu Zia và Miao của tỉnh Hồ Bắc. Vào 6 giờ sáng cùng ngày, khoảng 1,5 triệu mét khối đất đã đổ xuống sông Thanh Giang, một nhánh của sông Dương Tử. Vụ lở đất đã chặn dòng chảy của con sông và tạo thành một hồ chắn trên sông, gây đe dọa tới người dân ở những làng lân cận và thành phố Enhitu ở hạ nguồn con sông. Theo giới chức địa phương, hồ chắn trên có thể vỡ bất cứ lúc nào và có thể nhấn chìm các khu vực lân cận. Tính tới 15 giờ chiều cùng ngày, tổng cộng 8.397 người dân từ 1.963 hộ gia đình đã được sơ tán. Theo giới chức Hồ Bắc cho biết, cơ quan thời tiết Trung Quốc hôm thứ Bảy cho biết, nước này đang tiếp tục hứng chịu thêm một đợt mưa lớn vào tuần này, làm gia tăng mối đe dọa lũ lụt trên khắp cả nước. Báo động đỏ đã được thiết lập ở các An Huy và Giang Tây. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc hôm qua cảnh báo mực nước trên sông Dương Tử và các hồ nhánh sẽ tiếp tục dâng cao. Trung Quốc cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi sát sao mực nước tại đập Tam Hiệp, công trình đang chứa lượng nước lũ khổng lồ nhằm giảm nguy cơ lũ lụt ở hạ nguồn. Hồ chứa Tam Hiệp hiện ghi nhận mực nước cao hơn 16 mét so với mức cảnh báo chính thức. Tam Hiệp, công trình được thiết kế để kiểm soát lũ và sản xuất điện, hiện đang gây tranh cãi vì nhiều chuyên gia cho rằng đập này không đóng vai trò quá lớn trong việc ngăn chặn hiện tượng thời tiết cực đoan kéo dài trong nhiều ngày qua. Giáo sư Darin Maguire tại Đại học William Smith người Anh cho biết, các con đập đã chặn dòng chảy trầm tích và làm giảm khả năng hấp thụ nước lũ của các khu vực đồng bằng và vùng hạ lưu. Ngoài ra, nhu cầu sản xuất điện cũng làm ảnh hưởng tới nỗ lực kiểm soát lũ. Kiểm soát lũ đòi hỏi phải giữ nước lại, trong khi sản xuất điện thì phải xả nước ra, ông Maguire nói. Thưa quý vị, một vụ lở đất quy mô lớn được mô tả như sóng thần cũng đã xảy ra tại một mỏ ngọc bích ở Trung Quốc, đã khiến ít nhất 113 thợ mỏ thiệt mạng, trong khi những người khác vẫn đang mất tích trong bùn lầy. Lở đất như sóng thần chôn vùi mỏ ngọc bích Trung Quốc khiến hơn 110 người chết. Theo AFP, vụ việc xảy ra hôm thứ Hai ở một mỏ ngọc bích Nezite tại khu vực Tân Cương phía tây bắc của Trung Quốc. Mưa lớn gây ra lở đất và một làn sóng bùn lầy đã chôn vùi những người thợ mỏ. New York Times mô tả vụ lở đất giống như sóng thần, đổ xuống một khu mỏ lộ thiên. Trên Facebook, lực lượng cứu hỏa Trung Quốc xác nhận đã phát hiện được 113 thi thể. Nhiều người khác được cho là mất tích và quá trình tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Các vụ lở đất xảy ra khá thường xuyên ở vùng khai thác ngọc bích mà Reuters mô tả là được quản lý lỏng lẻo. Hàng chục công nhân khai thác mỏ đã thiệt mạng hồi năm ngoái khi hoạt động trong ngành công nghiệp khai thác ngọc bích sinh lời cao. Theo AFP, các chủ khai thác thường thuê các công nhân nhập cư với mức lương thấp để đi đào loại đá quý rất được thị trường Trung Quốc ưa chuộng. Các bức ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy đội cứu hộ đang đi qua những thung lũng ngập trong bùn lầy. Theo New York Times, ông Giang Jiabao, một quan chức ở huyện Hòa Điền lo ngại rằng ít nhất 200 người có thể sẽ chết trong vụ lở đất. Ông Giang cho biết mưa lớn đang khiến quá trình tìm kiếm cứu nạn trở nên khó khăn hơn. Chúng tôi không thể đào sâu hơn nên chúng tôi đang phải tìm những thi thể nổi lên. Cũng rất khó để đưa bệnh nhân tới viện vì các con đường đã trở nên trơn trượt và đầy bùn đất vì mưa, ông Giang nói. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu thiên tai. Sau chưa đầy 2 tháng hứng chịu trận động đất mạnh 7,8 độ Richter khiến hơn 52.000 người ở địa phương thiệt mạng, khu vực đông nam của quốc gia này lại phải đối mặt với mưa lớn và lũ lụt càn quét. Tính đến ngày thứ Ba tuần này, đã có ít nhất 16 người thiệt mạng tại các tỉnh Thanh Hải và Tứ Xuyên, nơi còn đang ở bước đầu trong quá trình tái thiết sau khi bị phá hủy bởi động đất là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Mưa lớn kéo dài từ gần một tuần nay đã gây ra lũ lụt. Nhóm tìm kiếm và cứu nạn của chính quyền cho biết trong 24 giờ qua, ở tỉnh Thanh Hải ghi nhận lượng mưa 236mm và tỉnh Tứ Xuyên là 211mm. Bên cạnh thiệt hại về người, đã có nhiều thiệt hại về vật chất. Trên đường phố, các phương tiện bị lũ cuốn trôi, người dân bất lực trong dòng nước đục ngầu chờ cứu hộ, con đường thì gãy nát, đảo lộn dưới sự xói mòn liên tục của lũ. Ông Hoàng Quyang, tỉnh trưởng tỉnh Tứ Xuyên cho biết, lũ lụt như vậy chưa bao giờ xảy ra trong khu vực và giới chức cũng kêu gọi người dân sơ tán khỏi tầng 1 và tầng hầm nhà mình. Đội cứu hộ đã tích cực hoạt động giải cứu người dân, xe ô tô các loại bị cuốn trôi trong dòng nước lớn. Trong khi đó, một trận động đất mạnh vừa phải đã làm rung chuyển một thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc hôm thứ Năm. Trận động đất mạnh 4,8 độ Richter có tâm ở thành phố Cát Lâm, cách Kiểm Tây khoảng 162 dặm. Tỉnh trưởng của Cát Lâm, He Tuân, cho biết không có báo cáo về thiệt hại đối với bất kỳ tòa nhà nào trong thành phố, nhưng nhiều người đã chạy ra ngoài vì sợ hãi. Các bác sĩ đã ứng phó với trường hợp chấn thương hoảng loạn, một số người cũng bị thương sau khi nhảy từ ban công. Thưa quý khán giả, Trung Quốc đang trải qua hạn hán ở phía Bắc và lũ lụt ở phía Nam. Lũ lụt bùng phát ở nhiều nơi tại tỉnh Hồ Nam. Một tòa nhà ở thành phố Hoài Hóa bị lũ cuốn trôi. Trong đoạn video do cư dân mạng quay được cho thấy, đám đông hét lên trong hoảng loạn. Ngôi nhà đã bị cuốn trôi. Những ngôi nhà khác dọc đường các cư dân địa phương đang la hét ầm ĩ. Mới đây, nhiều ngôi nhà ở Hồ Nam đã bị lũ cuốn trôi. Đầu tháng, hình ảnh những ngôi nhà ở làng Đúc Hu, thị trấn Mai Hai, thành phố Di bị lũ cuốn trôi bắt đầu lan truyền trên Internet. Kể từ tháng trước, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Hồ Nam và ít nhất 1 triệu người đã bị ảnh hưởng. Mưa lớn vẫn đang tiếp tục ở phía Nam Trung Quốc đại lục và 23 con sông trên khắp Trung Quốc xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Một trận lở đất xảy ra sau một trận mưa lớn ở huyện Đào Viên, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam khiến 3 người mất tích. Mưa lớn xảy ra ở Kỳ Giang, Diêu Giang, Siêu Han và các nơi khác ở Trùng Khánh khiến nước mưa chảy ngược, ngập úng đất canh tác và tại một số cửa hàng nước ngập dâng lên đến thắt lưng của họ. Weibo chính thức của Cục Khí tượng Trùng Khánh cũng đăng một đoạn video nói rằng Trùng Khánh Kiêu Giang giống như một con thuyền giữa biển nước lũ. Theo dự báo mưa xối xả vẫn sẽ tiếp tục. Mưa lớn trút xuống tỉnh Giang Tây và Quý Châu, Trung Quốc. 4 trận lở đất xảy ra ở huyện Sui, tỉnh Giang Tây và 11 huyện, thành phố của tỉnh Quý Châu bị ảnh hưởng. Hơn 360.000 nạn nhân và hơn 80 thôn xóm, thị trấn mất điện, giao thông, thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện đã có 24 người chết, 7 người mất tích. Tại miền Nam Trung Quốc mưa liên tục mấy ngày nay. Gần 10 tỉnh bị ảnh hưởng, ít nhất 2,9 triệu người bị ảnh hưởng. Tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, một tòa nhà dân cư và thương mại 9 tầng đã bị sập hôm thứ Tư do sạt lở đất. Hiện có 124 nhân khẩu thuộc 38 hộ dân trong các ngôi nhà bị sập, đổ nát nhưng vẫn chưa liên lạc được với 16 người. Hiện núi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Các phóng viên của cũng bị cấm quay phim. Su Hao, phó thị trưởng Quý Dương, thậm chí đã ra lệnh tịch thu máy ảnh của các phóng viên tại hiện trường. Mưa xối xả cũng đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi trong tỉnh Cam Túc. Vào tối ngày thứ Ba, một trận lở đất và lở đất lớn đã xảy ra tại Song Hoang Community, Nanjianji Village, Hong Tai Tao, Linh Tai Cao Ti, Pingliang City. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và 40 đến 50 ngôi nhà bị sập. Một số người dân địa phương nói rằng thảm họa rất nghiêm trọng, thậm chí còn tồi tệ hơn những gì các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin. Theo báo cáo của cơ quan truyền thông Tân Hoa Xã của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm thứ Tư, vào khoảng 22 giờ tối hôm trước, một vụ lở đất đã xảy ra tại cộng đồng Song Hoang thuộc làng Nanjianji, thị trấn Hong Tai, huyện Linh Tai, thành phố Pingliang, tỉnh Cam Túc làm 7 tòa nhà bị nghiêng và bị sập và có 172 hộ dân với 470 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương Cam Túc vào hôm thứ Tư, ước tính sơ bộ khối lượng của vụ lở đất là khoảng 1,5 triệu mét khối. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ sạt lở đã khiến tổng cộng 18 ngôi nhà bị hư hỏng với các mức độ khác nhau. Đoạn video trực tiếp cho thấy nhiều tòa nhà trên sườn núi đã sụp đổ và trở thành đống đổ nát, một số tòa nhà bị nghiêng. Cư dân mạng đã đăng video tiết lộ rằng các phương tiện truyền thông trong nước được yêu cầu hạn chế đưa tin và không gây thêm cản trở cho ngày lễ trọng đại ở địa phương. Hôm thứ Năm, dân làng địa phương nói với phóng viên rằng thảm họa ở địa phương rất nghiêm trọng, tồi tệ hơn những gì các phương tiện truyền thông trong nước đưa tin. Ông Chen từ Song Hoang Society ở Nanjianji Village cho biết, trời mới mưa thôi, nó rất nghiêm trọng, có rất nhiều nhà bị hư hại. Có thể có hàng trăm tòa nhà, 4 hoặc 50 tòa nhà bị sập. Tôi đang bận, người dân địa phương tiết lộ, thiệt hại do thiên tai gây ra vẫn đang được thống kê và chưa có báo cáo về thương vong. Ông Gong ở làng Nanjianji nói rằng, rất nghiêm trọng, mọi người đã sơ tán và ở lại thị trấn của huyện. Một số ngôi nhà bị sập và trúng khá nghiêm trọng, các số liệu thống kê đang được tiến hành, nhưng nhân sự thì không chắc chắn. Hiện họ đang điều tra, các đơn vị cứu nạn không được bao nhiêu, hiện tại không có thương vong. Ngoài ra, cùng lúc đó, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi trong tỉnh Cam Túc, ngoài 13 thị trấn ở huyện Lĩnh Đài bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Sạt lở đất và lũ lụt cũng được ghi nhận ở thành phố Long Nam, thành phố Thanh Dương, thành phố Thiên Thủy và những nơi khác gây cản trở giao thông. Vào cuối tuần qua, một trận lở đất lớn đã xảy ra ở làng Hui Mo, thị trấn Hijiba, huyện Enhitu Zia, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc. Trận lở đất đổ xuống sông Bai Hui tạo thành một hồ nước chắn cao tới 3 tầng. Tất cả các ngôi nhà gỗ đều bị sập và thiệt hại rất lớn, khiến dân làng cảm thấy rất tuyệt vọng. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Bảy, một trận lở đất bất ngờ từ làng Hui Mo, thị trấn Hijiba, huyện Wayne, thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc đã đổ ập vào sông Bai Hui, tạo thành một hồ nước chắn. Hồ chắn nước có chiều dài hơn 800 m, chiều rộng 300 m. Hiện tại hồ chắn nước đã được mở ra 80 m cửa hồ chắn để xả nước. Mực nước không ngừng hạ xuống. Quận vẫn không có điện do đường dây điện bị hư hại do sạt lở đất và lở đất. Hơn 1.300 người đã được sơ tán nhưng nhiều người dân ở 11 thôn không kịp sơ tán, phải chờ cứu hộ trên mái nhà. Đoạn video trực tiếp cho thấy nhiều ngôi nhà bị ngập trong bùn và nước với diện tích lớn. mái nhà chật kín người đang chờ cứu. Người chụp ảnh nói, các đồng chí lãnh đạo nhìn kìa, có người trên mái nhà, tính mạng con người đang bị đe dọa. Ông Dâu, một người dân ở làng Hui Mo cho biết, mưa lớn và sạt lở đất rất lớn, dòng sông bị chặn lại tạo thành hồ chắn sóng. Hui Mo bị ngập hoàn toàn, 3 tầng nhà bị ngập, tất cả đều đang rất nguy hiểm. Sau trận lũ, người chết rất nhiều. Chúng tôi bây giờ chỉ là không có nơi nào để đi. Có rất nhiều người vẫn đang mất tích chưa được tìm thấy, và bây giờ vẫn còn 1 hoặc 20 chiếc thuyền được dùng để giải cứu người dân, và có hàng trăm người đã lao ra để giải cứu mọi người sau khi họ bị mắc kẹt. Vào sáng ngày thứ hai, người dân làng Hui Mo nói với phóng viên rằng mực nước trong hồ chắn nước đã giảm 4 mét, nước rút 1 tầng, hiện còn ngập 2 tầng, gây thiệt hại rất lớn. Ông Lee, một người dân ở làng Hui Mo nói, tất cả các tòa nhà đều bị ngập, các tòa nhà không bị sập, nhưng tất cả các ngôi nhà bằng gỗ đều bị sập. Hôm qua, điện và nước đều bị cắt, trời mưa mỗi ngày và nước rất lớn, khe núi chỗ nào cũng sạt lở, sông tắc, ngập cả kênh, chỗ nào cũng xả lũ, nổ mìn khẩn cấp, nhà cửa cũng hư, gây thiệt hại rất lớn. Tất cả mọi người đã được sơ tán, và vào thời điểm đó tôi và mọi người dân đều cảm thấy rất tuyệt vọng. Một video trực tiếp khác cho thấy mực nước sông dâng cao cực độ, dòng nước đục ngầu màu vàng cuốn trôi một cây cầu, lở đất trên núi đổ xô xuống sông, gây ra sóng bùn màu vàng, bùn dày đặc chảy xuống một con đường dốc ở Nanjianji, một thị trấn của quận, và đẩy nhiều xe ô tô tư nhân xuống dòng sông, quận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới. Căng thẳng leo thang, Mỹ tức giận bắn nổ tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông để dằn mặt Bắc Kinh. Thưa quý vị, hôm kia, hàng loạt các hãng truyền thông quốc tế đã đưa tin Mỹ đã bắn nổ một tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông để dằn mặt Bắc Kinh. Nguyên nhân được xác định ban đầu là do căng thẳng leo thang trong suốt thời gian vừa qua giữa hải quân của Hoa Kỳ và quân đội của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Theo một tờ báo mạng của Nhật Bản đưa tin, một chiếc tàu ngầm vừa bị phát nổ ở khu vực ngoài khơi của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo các báo cáo cho biết, vụ nổ xảy ra ở độ sâu 50 mét với sức nổ lên tới từ 10 đến 20 kiloton, tương đương với cả 10.000 đến 20.000 tấn thuốc nổ TNT. Thông tin trên khiến cho rất nhiều người không khỏi tò mò vì với năng lượng giải phóng 10.000 đến 20.000 tấn thuốc nổ TNT, nó được ví vụ nổ này tương đương với vụ Mỹ thả quả bom nguyên tử có tên là Little Boy, được dịch ra là quả bom nguyên tử thằng nhỏ xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào Thế chiến thứ hai. Thưa quý vị, có một nguồn tin cho rằng chính tàu ngầm của Mỹ đã phóng ngư lôi cho nổ tàu ngầm của phía Trung Quốc do chính quyền ông Biden muốn trừng trị các quan chức của chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo tờ báo bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, ông ta đã luôn gây căng thẳng cho phía Trung Quốc trên tất cả mặt trận, nhất là vấn đề về chiến tranh thương mại khi mà cuộc chiến đã kéo dài gần 2 năm vừa qua vẫn chưa có hồi kết, mà vấn đề nổi cộm trong suốt thời gian vừa qua đó chính là vấn đề Biển Đông. Khi ở ngoài Biển Đông, Hải quân quân đội Hoa Kỳ liên tục gây căng thẳng và xung đột dữ dội với cả Hải quân quân đội của Bắc Kinh. Tờ báo còn dẫn lời một quan chức của ông Tập Cận Bình cho rằng Mỹ sẽ phải trả một cái giá cực đắt vì tội khơi mào chiến tranh với cả Trung Quốc. Quan chức này còn nóng giận nói rằng việc bắn nổ tàu ngầm của Bắc Kinh ở ngoài Biển Đông là không thể nào chấp nhận được và đó là hành động châm ngòi cho một cuộc chiến tranh và Trung Quốc đang rất sẵn sàng để vùi dập hải quân, quân đội, không quân của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Nhưng theo các nhà quan sát cho biết, để đánh bại Mỹ thì bây giờ Trung Quốc chưa phải là đối thủ. Mỹ sẽ san phẳng Trung Quốc chỉ trong một thời gian ngắn. Bởi vì theo các nhà quan sát cho biết, phải mất 50 năm nữa quân đội, không quân, hải quân của Trung Quốc mới bằng 1/4 quân đội của Mỹ bây giờ. Thưa quý vị, theo một nguồn tin khác cho biết, vụ nổ tàu ngầm của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông hay là do phía Bắc Kinh đã tự cho kích nổ một thiết bị hạt nhân chiến thuật để gửi cảnh báo tới Mỹ. Vì vụ Thượng viện và Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông, một động thái mà Trung Quốc xem là cuộc tấn công vào công việc nội bộ của nước này. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Hoa Kỳ cho biết, Mỹ đang triển khai rất nhiều tàu ngầm, tàu sân bay tiến vào Biển Đông để ngăn chặn cũng như răn đe các đội tàu hạt nhân của Trung Quốc. bởi vì quân đội của Hoa Kỳ nhận định rằng chiến lược hạt nhân của Trung Quốc ngoài Biển Đông với lâu dài sẽ rất nguy hiểm. Tờ báo New York Times còn cho biết, theo các nhà nghiên cứu tại Học viện Hunter của Mỹ đã đề cập đến khả năng về việc Trung Quốc sẽ triển khai tàu ngầm tấn công trận bằng năng lượng hạt nhân, có mang theo tên lửa hạt nhân ở Biển Đông. Bài viết nhắc lại lời Thủ tướng của Nhật Bản Shinzo Abe năm 2018 nhận định rằng Biển Đông dường như đang bị Trung Quốc biến thành ao nhà. Đây là một vùng biển có độ sâu đủ để hải quân của Trung Quốc triển khai các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Vì thế, nước ở khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới đội tàu này của phía Trung Quốc. Mặc dù hiện nay, ít có khả năng Trung Quốc sẽ dùng đội tàu này làm công cụ răn đe và gây áp lực với các nước trong khu vực. Chủ lực của Trung Quốc vẫn là lực lượng truyền thống. Đó chính là tàu hải cảnh, tàu quân biển, tàu cảnh sát biển và tàu dân phòng. Và đội tàu hung dữ của phía Trung Quốc này luôn luôn hoạt động ở ngoài vùng Biển Đông để bắt nạt cũng như gây gổ với các tàu thuyền của các nước trong khu vực Đông Nam Á hoạt động ở ngoài vùng Biển Đông. Theo hãng Reuters cho biết, Trung Quốc trong khoảng một thập niên trở lại đây đã bắt đầu ấp ủ tham vọng triển khai các nhà máy điện hạt nhân nổi ở ngoài Biển Đông. Họ thậm chí còn nhắc tới việc sẽ đưa cả chục nhà máy loại này ra các đảo đá mà họ đang chiếm đóng trái phép ở ngoài Biển Đông để phục vụ cho việc thăm dò, khai thác dầu khí và tăng cường khả năng sinh tồn cho cộng đồng người Trung Quốc trên các đảo nhân tạo mà phía họ đang cho xây dựng trái phép. Sự nguy hiểm của các nhà máy điện hạt nhân nổi của Trung Quốc phần lớn đến từ nguy cơ rò rỉ phóng xạ với môi trường biển và các đảo trên Biển Đông. Bên cạnh đó, việc Biển Đông có mật độ tàu bè đi lại dày đặc và việc biến đổi khí hậu khiến tần suất, cường độ bão nhiệt đới ở khu vực này ngày càng tăng và rất khó lường, cũng làm tăng thêm nguy cơ mất an toàn, an ninh cho các tàu thuyền đi lại trên vùng Biển Đông. Thưa quý vị, theo hãng CNN cho biết, Mỹ sẽ đứng lên ngăn chặn tham vọng nguy hiểm độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình. Trung Quốc, với sự bất chấp chủ quyền hợp pháp các nước trong khu vực Đông Nam Á, bất chấp luật pháp quốc tế, đã leo lên một nấc thang mới nguy hiểm hơn trong biện pháp thực hiện hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông của chính quyền ông Tập Cận Bình khi phía Bắc Kinh liên tục cho tàu thuyền xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Theo cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, ông Campbell trong một cuộc trao đổi với báo chí cho biết Trung Quốc sẽ liều lĩnh và hành xử theo một cách hung hăng hơn, gây lo ngại lớn ở khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đang muốn khẳng định vị trí số 1 châu Á cũng như dần dần tiến tới vị trí số 1 của thế giới theo ước nguyện của Chủ tịch nước, Tổng bí thư, ông Tập Cận Bình. Theo một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, căng thẳng ở Biển Đông xuất phát từ những tuyên bố chủ quyền vô căn cứ cũng như việc Bắc Kinh bồi lấp các bãi đá với tốc độ chóng mặt thành 7 hòn đảo lớn ở ngoài Biển Đông, gây dần nỗi bất bình cho cộng đồng trên toàn thế giới và Mỹ sẽ phải đứng ra để san phẳng 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, có rất nhiều người muốn biết về thông tin một vụ nổ hạt nhân bí ẩn vừa xảy ra ở ngoài Biển Đông làm mức phóng xạ tăng vọt. Thậm chí, có những tin đồn còn cho rằng đã có một cuộc đụng độ nào đó giữa tàu ngầm của phía Trung Quốc với tàu ngầm của Mỹ hay một tàu ngầm nước nào khác ở Biển Đông. Trong 1-2 ngày vừa qua, một số trang mạng xã hội trên toàn thế giới đã loan tin rằng vụ nổ bí ẩn xảy ra trên Biển Đông khiến mức độ phóng xạ cả một số khu vực tăng cao bất thường. Về nguyên nhân vụ nổ này, có nguồn đồn đoán cho rằng Trung Quốc có thể đã bí mật kích nổ một vũ khí hạt nhân trên Biển Đông nhằm dằn mặt phía Hoa Kỳ. Nguồn khác lại cho rằng có thể tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc hoặc Mỹ đã gặp sự cố trên Biển Đông. Thưa quý vị, chắc chắn trong thời gian tới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ xảy ra rất nhiều cuộc đụng độ bởi vì trong thời gian vừa qua Trung Quốc cảnh báo Mỹ không nên nhúng tay vào vấn đề của Đài Loan cũng như của Hồng Kông. Nhưng chính quyền của Tổng thống ông Joe Biden liên tục có những động thái can thiệp sâu vào vấn đề của Đài Loan và Hồng Kông. Đặc biệt là việc Trung Quốc và Mỹ vẫn chưa kết thúc cuộc chiến tranh thương mại kéo dài gần 2 năm vừa qua mà chưa có hồi kết. Và vấn đề Biển Đông cực nóng khi liên tiếp xảy ra các cuộc đụng độ căng thẳng giữa hải quân của Mỹ và hải quân của Trung Quốc. Thưa quý vị, mới đây Trung Quốc nói rằng thề sẽ trả đũa nếu như phía ông Biden ký vào dự luật nhân quyền ở Hồng Kông. Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư thông qua hai dự luật ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông và đã đưa ra hai bản dự luật này đến Nhà Trắng để Tổng thống Joe Biden ký hoặc phủ quyết. Hai dự luật dân chủ và nhân quyền của Hồng Kông và bảo vệ Hồng Kông được hai chánh của Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua trong vòng 2 tháng. Trong bối cảnh tình hình giữa Hoa Kỳ đang có những đàm phán về thương mại với Trung Quốc, vào tháng trước, Hạ viện của Mỹ đã thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông và dự luật này vừa được Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua vào hôm thứ Ba. Hai dự luật này giờ sẽ được chuyển đến bàn của Tổng thống ông Joe Biden và ông có 10 ngày để quyết định ký thành luật hoặc phủ quyết. Nhà Trắng từ chối bình luận về dự định của Tổng thống Biden về hai dự án luật này, nhưng quyết định phủ quyết sẽ khó có thể hiệu quả vì hai dự luật đều đã thông qua ở cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Chỉ cần tối đa 2/3 ủng hộ ở cả Thượng viện và Hạ viện thì quyết định phủ quyết của Tổng thống sẽ bị vô hiệu hóa và hai dự luật sẽ vẫn thành hiện thực. Được biết, hai dự luật này đã khiến cho quan chức của Trung Quốc tức điên và đe dọa sẽ sẵn sàng chiến tranh cả phía Hoa Kỳ. Hôm thứ Tư, Trung Quốc đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ và cảnh báo sẽ trả đũa nếu như Tổng thống Biden ký vào dự luật nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông, sau khi luật này được Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ thông qua. Các thông tin liên quan đến vấn đề của Mỹ và Trung Quốc ở Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông và cuộc chiến tranh thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc. Tin cực kỳ khẩn cấp, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình bị khai tử vi phạm quá nhiều sai lầm. Thưa quý vị, theo một nguồn tin thân cận cho biết, ông Tập Cận Bình sắp bị phế truất vì đã có những chỉ đạo sai lầm khi liên tiếp gây ra những cuộc chiến tranh và gây ra con virus corona dẫn đến cảnh lầm than trong dân chúng. Và hôm qua, giới thạo tin cho biết Bắc Kinh đã lên kế hoạch cách chức Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình vì người đứng đầu của Trung Quốc dám tuyên bố sẽ phát động 7 cuộc chiến tranh kể từ năm 2021 đến năm 2030. Ngoài ra, ông Tập muốn gây đau thương cho nước Mỹ nhằm phế truất Tổng thống Joe Biden, một đối thủ mà ông Tập cho rằng cần phải được loại bỏ. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua 7 cuộc chiến tranh mà Trung Quốc dự kiến sẽ phát động trong giai đoạn 2021 đến 2030, được đăng tải trên tờ báo Washington Post của Mỹ. Bài báo có tựa đề 7 cuộc chiến tranh Trung Quốc sẽ tiến hành trong vòng 10 năm tới và bài báo viết rằng Trung Quốc không phải là đại cường duy nhất trên thế giới, sự sỉ nhục của dân tộc Trung Hoa, sự nhục nhã của con cháu hoàng đế vì sự thống nhất và phẩm giá quốc gia, Bắc Kinh phải tiến hành 7 cuộc chiến tranh trong vòng 10 năm tới. Một số cuộc là chiến tranh trong khu vực, nhất là với các nước láng giềng xung quanh Trung Quốc như Ấn Độ, Nepal, Triều Tiên, Nhật Bản, Liban, Nga, Đài Loan, Mông Cổ và Myanmar. Cùng với đó là một số cuộc chiến tranh khác có thể có tính chất tổng lực, ví dụ như việc tấn công Mỹ để hạ bệ chính quyền Tổng thống Joe Biden. Và bất kể chúng như thế nào, tất cả các cuộc chiến tranh đó đều là tất yếu để tái đất nước thống nhất Trung Hoa đại lục. Theo một nguồn tin trong nội bộ của chính phủ Trung Quốc cho biết, sau khi kết thúc 7 cuộc chiến tranh này, chính quyền của ông Tập Cận Bình hy vọng Bắc Kinh sẽ trở thành cường quốc kinh tế và quân sự số 1 trên thế giới, vượt qua Mỹ và Nga, theo đúng ý nguyện của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Nhưng theo giới phân tích cho biết, nếu xảy ra 7 cuộc chiến tranh trên, thì người khổ nhất chính là hơn 1,4 tỷ dân Trung Hoa. Vì thế, nhân dân Trung Quốc liên tục phản đối chính quyền ông Tập Cận Bình vì đã gây ra những cuộc chiến tranh. Trên tờ báo Washington Post của Mỹ còn viết tiếp, sau khi trở thành ngôi vương của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ cùng châu Âu, Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả châu Phi cùng Brazil sẽ thiết lập trật tự thế giới mới theo sắp xếp của ông Tập Cận Bình. Và nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao chính quyền của ông Tập Cận Bình lại gây ra nhiều tội lỗi đến như vậy? Xin thưa với quý vị rằng, 7 cuộc chiến tranh mà Trung Quốc sắp phát động bao gồm những cuộc chiến tranh sau. Cuộc chiến tranh thứ nhất, Trung Quốc sẽ chiếm trọn 95% diện tích của Biển Đông, bằng yêu sách đường 9 đoạn hay còn gọi là con đường lưỡi bò. Trung Quốc sẽ làm mọi giá và mọi cách để độc chiếm Biển Đông về tay Bắc Kinh, bất chấp luật pháp của quốc tế và Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Trung Quốc cũng phớt lờ những cảnh báo của các nước trong khu vực Đông Nam Á và cộng đồng trên thế giới. Bắc Kinh tuyên bố sẽ chiếm được Biển Đông và Biển Đông chắc chắn sẽ thuộc về Trung Quốc. Biển Đông rất quan trọng cho Bắc Kinh, vì thế chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ không bao giờ để tuột Biển Đông vào bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào trên thế giới, nhất là thuộc về tay Mỹ. Cuộc chiến thứ hai mà Trung Quốc muốn diễn ra đó chính là thu hồi Đài Loan và Hồng Kông về tay cho Trung Quốc đại lục. Người Trung Hoa cho rằng không thể thống nhất êm thấm với cả Đài Loan được, bởi vì chính quyền nữ Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn rất cứng rắn và kiên định với cả Trung Quốc. Và theo giới phân tích cho biết, cuộc chiến tranh thứ nhất và thứ hai dự kiến sẽ được Trung Hoa tiến hành vào giữa năm 2020 cho đến hết năm 2025. Giới phân tích cho rằng Trung Quốc không dễ dàng có thể chiếm đóng được Biển Đông và Đài Loan bởi vì nó còn phụ thuộc vào tình hình chung của thế giới, sự tham dự mạnh mẽ của Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga, Liên minh châu Âu, EU, Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha cùng một khối ASEAN thống nhất và thịnh vượng. Nhất định Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại. Cuộc chiến thứ ba, Trung Quốc muốn chiếm đóng một phần lãnh thổ của Bắc Triều Tiên bởi vì khi khống chế được Triều Tiên, Trung Quốc sẽ làm vua của tên lửa. Khi đó Bắc Kinh sẽ không sợ một nước nào trên thế giới như Triều Tiên bây giờ. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình đã 5 lần 7 lượt đem quân đội đi xâm chiếm Bình Nhưỡng nhưng đều bị quân đội của ông Kim Jong-un đánh cho chạy toán loạn. Cuộc chiến thứ tư, chính quyền của ông Tập muốn đánh chiếm quần đảo Senkaku của Nhật Bản, nơi mà Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư của Bắc Kinh, bởi quần đảo này có một vị trí địa chính trị cực kỳ thuận lợi ở vùng biển Hoa Đông. Nơi đây, Trung Quốc và Nhật Bản vẫn thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ nảy lửa với nhau trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, tất cả các cuộc đụng độ với Nhật Bản, Bắc Kinh luôn là kẻ thất bại. Cuộc chiến tranh thứ năm chính là xâm lược Mông Cổ. Người Trung Quốc gọi Mông Cổ là Ngoại Mông, một phần tách biệt khỏi Trung Quốc, phân biệt khu tự trị Ngoại Mông, một tỉnh của Trung Quốc, thậm chí Bắc Kinh còn khẳng định lãnh thổ của Mông Cổ là một phần không thể tách rời với cả Trung Quốc đại lục. Trong những năm 1960, nó đã được cai trị bởi người Trung Quốc, nhưng trên thực tế nếu đi ngược lại thời gian, chính Mông Cổ mới là quốc gia cai trị Trung Quốc trong suốt thời gian dài. Bất luận phải trái như thế nào thì Trung Quốc vẫn đang thực hiện âm mưu và mưu đổ chiếm lại vùng đất này. Sau khi cuộc xâm lược Đài Loan, Hồng Kông và Biển Đông, Biển Hoa Đông được kết thúc, giống như việc thu hồi Hồng Kông và Đài Loan và Biển Đông, Trung Quốc sẽ cùng người Mông Cổ thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý thống nhất đất nước với cả Trung Hoa đại lục. Và nếu được ủng hộ, Mông Cổ sẽ chấp thuận với cả điều luật của Trung Quốc một cách hòa bình. Ngược lại, nếu như người Mông Cổ không chấp thuận, chiến tranh sẽ xảy ra. Theo giới phân tích cho biết, Trung Quốc không chỉ chuẩn bị chiến tranh xâm lược quân sự mà còn chuẩn bị về mọi mặt để tiếp cận quốc gia láng giềng này. Thưa quý vị, ông Tập Cận Bình tin rằng vào thế kỷ 21, Trung Quốc sẽ là cường quốc số 1 trên thế giới và lúc đó Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức hay một nước nào đó trên thế giới sẽ bị suy yếu nên việc xâm lược Biển Đông, Đài Loan, Hồng Kông, Mông Cổ bằng con đường ngoại giao lẫn dùng vũ lực sẽ rất nhanh chóng và thuận lợi cho Bắc Kinh. Và cuộc chiến tranh thứ 6 mà chính quyền ông Tập Cận Bình muốn gây sự đó là thu hồi lãnh thổ của Nga bị Nga chiếm đóng trong lịch sử. Mặc dù hai nước đã được phục hồi kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn xem Nga là kẻ thù số 1 và là kẻ thù truyền kiếp. Cả hai bên còn tồn tại rất nhiều những mối ngờ vực cho tới tận bây giờ. Theo quan điểm của phía Trung Quốc, Nga đã chiếm giữ hàng trăm km vuông đất của Trung Quốc từ thời nhà Thanh. Tờ báo của Mỹ còn cho biết vào năm 2030 khi Nga suy yếu thì Trung Quốc sẽ phát động một cuộc chiến tranh biên giới để thu hồi vùng đất nói trên. Và cuộc chiến tranh cuối cùng chính là cuộc chiến tranh thứ 7 mà Trung Quốc muốn gây ra. Đó là chiến tranh tổng lực với cả Mỹ, từ kinh tế cho đến quân sự để vùi dập Hoa Kỳ, loại bỏ Tổng thống Joe Biden. Chính quyền của ông Bình tin rằng vào thời điểm giữa năm 2025 tới năm 2030, các phương diện như kinh tế, quân sự, vũ trụ, tên lửa của Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ. Nếu như phát động một cuộc chiến tranh tổng lực, chắc chắn Hoa Kỳ sẽ bị suy yếu và bị thất bại thôi. Thưa quý vị, trên đây là 7 cuộc chiến tranh mà chính quyền ông Tập Cận Bình muốn phát động từ cuối năm 2020 đến hết năm 2030 bởi vì người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, muốn Bắc Kinh trở thành siêu cường quốc trên toàn thế giới, vượt qua Mỹ và Nga hay Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức. Nhưng ý nguyện trên của chính quyền ông Tập Cận Bình đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc bởi vì một lý do đơn giản là những người dân vô tội của Trung Quốc, họ không muốn gây ra thù hằn, họ không muốn gây ra chiến tranh bởi vì chiến tranh sẽ làm cho sự mất mát, bị đau thương và làm tổn hại cho nền kinh tế của thế giới. Chính vì nguyên nhân và lý do trên mà những người dân ở nước Trung Hoa đại lục đang lên kế hoạch lật đổ chiếc ngai vàng của ông Tập Cận Bình Nóng, tàu sân bay Sơn Đông mới nhất của Trung Quốc vừa hạ thủy đã bị Hải quân Mỹ vây bắt ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi mới đây, phía Trung Quốc lại điều một tàu sân bay được cho là mới nhất có tên là tàu sân bay Sơn Đông tiến vào Biển Đông để thách thức thế giới. Ngay lập tức, Hải quân Không quân Mỹ đã lên kế hoạch vây bắt tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc vì cho rằng phía Bắc Kinh điều tàu sân bay ra Biển Đông để thị uy sức mạnh, dương oai vào các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời thách thức Mỹ và thách thức cả thế giới. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước của Trung Quốc hôm kia đưa tin, tàu sân bay Sơn Đông mới nhất của Trung Quốc đã được hạ thủy và tiến vào Biển Đông. Trước sự chứng kiến trực tiếp của Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đích thân ông Tập Cận Bình đã có mặt và đặt chân lên tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc để thách thức Mỹ. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post cho biết, Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chủ trì buổi lễ bàn giao tàu sân bay Sơn Đông tại quân cảng Tam Á ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Theo hãng CNN cho biết, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc được đặt tên là Sơn Đông và chính thức được ông Tập Cận Bình đặt bút ký phê duyệt và biên chế cho Hải quân Trung Quốc để hoạt động trên vùng Biển Đông, thách thức với cả Mỹ và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Được biết, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình cho tàu sân bay tiến vào Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Hải quân của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày càng gia tăng khi hai bên liên tục có những động thái đụng độ căng thẳng nhau. Truyền thông nhà nước Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về những va chạm trực diện giữa tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ với tàu chiến của Trung Quốc trong suốt thời gian vừa qua ngoài Biển Đông. Vì thế, Hải quân của Trung Quốc đã điều tàu sân bay Sơn Đông tiến ra Biển Đông, được cho là hành động đáp trả Mỹ. Và theo các nhà quan sát cho biết, ngay sau động thái trên của phía Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Biden đã ngay lập tức lên kế hoạch để vây bắt. Thậm chí, theo tiết lộ của một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Mỹ cho biết, nhiều khả năng Hoa Kỳ sẽ cho phóng tên lửa thiêu trụi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc nếu Bắc Kinh có những hành động ngang ngược, bành trướng và cản trở việc tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ thách đấu với cả Mỹ ở Biển Đông. Tàu sân bay mới của Trung Quốc có thể sẽ đối đầu với cả các nước ở Biển Đông, đặc biệt là với Hải quân Mỹ. Đây được cho là nguyên nhân mà Mỹ muốn vây bắt gấp tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Sơn Đông, tàu sân bay tự đóng đầu tiên của Trung Quốc sẽ tập trung hoạt động tại vùng Biển Đông và trực tiếp đối mặt với các tàu của khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga và Liên minh châu Âu. Và theo như thông báo mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình cho biết các hòn đảo lớn nhỏ ở ngoài Biển Đông đều là của phía Trung Quốc và tất cả tàu thuyền nào của nước ngoài xâm phạm vào vùng lãnh hải, xâm phạm vào vùng đường lưỡi bò cũng như là 7 hòn đảo nhân tạo của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông thì tàu sân bay Sơn Đông cũng như các tàu chiến của Trung Quốc sẽ bắn bỏ, không bỏ sót một tàu nào. Và bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng bây giờ chúng tôi đã có tàu sân bay Sơn Đông cũng như tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu chiến cũng như là máy bay ném bom, máy bay chiến đấu cùng hệ thống quân sự trên các đảo nhân tạo. Vì thế, hạm đội 7 của Hoa Kỳ mà xâm phạm đến vùng biển của chúng tôi thì Mỹ sẽ phải trả một cái giá cực đắt trên Biển Đông. Và theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, ngay sau bài phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cũng như là phía ông Tập Cận Bình điều tàu sân bay Sơn Đông tiến vào Biển Đông thì Mỹ đã sử dụng đội tàu không người lái để đối phó thách thức hàng hải với cả phía Trung Quốc. Tờ báo còn nêu rõ quân đội Mỹ đang gấp rút thực hiện dự án cho phép hải quân của Hoa Kỳ tiết kiệm chi phí đáng kể trong việc phản ứng trước thách thức hàng hải gia tăng từ phía Trung Quốc. Mỹ có kế hoạch tạo ra một đội tàu chiến không người lái để kết nối với nhau. Chúng sẽ đảm nhiệm tuần tra Biển Đông, trinh sát và tấn công tàu của địch. Và hơn nữa là chúng sẽ không bao giờ phải quay lại cả. Theo một ấn phẩm, Hải quân của Mỹ đã phát triển khái niệm vận hành tàu chiến ở khoảng cách xa. Đó sẽ là một đội tàu không người lái, di chuyển thành một hàng dài để quan sát kẻ thù và thực hiện một số nhiệm vụ hải quân nguy hiểm khác. Theo một tờ báo quân sự của Nga cho biết, những chiếc tàu không có người lái thuộc dự án của Mỹ sẽ đảm nhiệm nhiều chức năng, bao gồm vận chuyển đạn dược, thực hiện các hoạt động trinh sát. Ngoài ra, chúng có thể cơ động trên mặt nước bằng các biện pháp đặc biệt để giảm tác động của sóng biển trong quá trình di chuyển. Và tờ báo quân sự của Nga cho biết, đó là hành động mạnh tay của Hải quân Mỹ khi đáp trả lại với tàu sân bay Sơn Đông của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, tàu sân bay Sơn Đông được biên chế vào Hải quân của Trung Quốc và sẽ được sử dụng cho chiến đấu. Theo tờ Nhân dân Nhật báo cho biết, tàu có nhiệm vụ chủ yếu là giúp phía Bắc Kinh giành sự kiểm soát trên các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền, thay vì chỉ tập trung cho nhiệm vụ huấn luyện như tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh. Trọng tâm chiến lược chủ yếu của tàu Sơn Đông là tại các khu vực thuộc Biển Đông, đó sẽ là một sự thách thức lớn đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á và Hải quân của Mỹ. Theo tờ Nhân dân Nhật báo trích dẫn lời của một vị tướng trong Hải quân của Trung Quốc cho biết, gần đây các tàu chiến cũng như máy bay quân sự, máy bay ném bom và lính thủy đánh bộ của Mỹ cũng như các nước trên thế giới đã tiến vào Biển Đông để thực hiện cái gọi là hoạt động tự do hàng hải, nhưng thực tế thì nó đã gây ra rắc rối cũng như thách thức chính quyền của Trung Quốc. Vì thế, Bắc Kinh đã điều tàu sân bay Sơn Đông tiến ra Biển Đông để triển khai một loạt các hoạt động quân sự nhằm đáp trả mạnh mẽ việc thách thức nói trên. Và theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, sắp tới một nhóm tàu hung dữ của Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển cũng như các tàu chiến do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu sẽ triển khai đến Biển Đông. Và rất có thể sẽ có những cuộc va chạm xảy ra xung đột mạnh với các tàu quân sự của nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Bởi vì Bắc Kinh vốn liên tục cáo buộc Mỹ xâm phạm lãnh thổ và gây căng thẳng thông qua việc đưa tàu và máy bay quân sự đến vùng biển tranh chấp. Các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ đã thách thức việc mà Washington nói là Trung Quốc hạn chế đi lại trên Biển Đông. Mỹ cũng đã chỉ trích việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo tại các rạn san hô, bãi đá ngầm cũng như triển khai trang thiết bị quân sự đến các tiền đồn này. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc đưa tin thêm, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình chính thức biên chế tàu sân bay Sơn Đông cho Hải quân của Trung Quốc tại Nam Á, một cảng nằm trên đảo Hải Nam của Trung Quốc. Buổi lễ có sự tham dự của các tướng lĩnh thuộc chiến khu Nam Bộ, nơi giám sát hoạt động Biển Đông. Đây là tàu sân bay đầu tiên do phía Trung Quốc tự đóng trong nước sau khi mua lại và tân trang tàu sân bay Liêu Ninh từ Ukraine. Sơn Đông có thể chở tới 36 chiến đấu cơ J-15, trong khi Liêu Ninh chỉ chở tối đa là 24 chiếc J-15. Và theo một tờ báo quân sự của Mỹ cho biết, hai tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của phía Trung Quốc tiến ra Biển Đông, đó là một mối đe dọa an ninh hàng hải cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và nhiệm vụ của các nước trên thế giới cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á phải hết sức cảnh giác với cả hải quân của Trung Quốc cũng như các động thái trên Biển Đông của phía Bắc Kinh. Và Mỹ sẽ đứng ra đảm nhiệm bảo vệ an ninh ở tuyến hàng hải này cũng như là cam kết bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Và hải quân của Trung Quốc sẽ phải trả một cái giá cực đắt nếu như gây hấn cũng như làm những điều dại dột trên Biển Đông trong thời gian sắp tới. Thưa quý vị, chắc chắn Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng trong thời gian sắp tới, bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình vừa đưa một con tàu sân bay hiện đại có tên là Sơn Đông vào Biển Đông để dương oai cũng như thách thức các nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, thách thức cả thế giới, trong đó có cả Mỹ và Hải quân của Hoa Kỳ đang lên kế hoạch vây bắt con tàu sân bay này của phía Trung Quốc. Tin cực kỳ khẩn cấp, hôm qua Hải quân Hoàng gia Anh đã nổi giận cho phóng tên lửa bắn cháy một tàu dân quân biển của Trung Quốc ở Biển Đông để trả đũa chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, hãng tin nổi tiếng của nước Anh cũng là hãng tin nổi tiếng của thế giới cho biết, vào ngày hôm qua, một chiến hạm của Anh đã rẽ sóng qua vùng Biển Đông để khẳng định tự do hàng hải. Hãng tin Reuters trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh cho biết, tàu khu trục của chúng tôi sẽ tiến vào Biển Đông sau chuyến thăm Ấn Độ và Australia. Để thể hiện rõ ràng hải quân của chúng tôi có quyền làm như vậy, ngay sau khi phát biểu của Hoàng gia Anh đã đi vào phạm vi 12 hải lý, giáp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng bồi đắp trái phép 7 hòn đảo nhân tạo. Được biết, ngay sau đó, phía chính quyền của ông Tập Cận Bình đã điều một nhóm tàu chiến bí mật theo dõi con tàu khu trục có trọng lượng 65.000 tấn của Anh. Thưa quý vị, theo tiết lộ của một vị chỉ huy hải quân của Anh cho biết, tàu của chúng tôi có quyền đi qua khu vực Biển Đông. Chúng tôi có sứ mệnh bảo vệ tuyến hàng hải của thế giới ở Biển Đông và chúng tôi là đồng minh thân cận của Mỹ và là đối tác chiến lược về an ninh quốc phòng với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Vị chỉ huy của Hoàng gia Anh còn cho biết thêm, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ đồng minh của Mỹ, Italia và Tây Ban Nha, thì vào ngày hôm kia trên Biển Đông đang hết sức nóng bỏng và đáng báo động khi mà phía Trung Quốc cho bắn hạ một chiếc máy bay không người lái F-35 của Mỹ và có đụng độ căng thẳng với cả hải quân nước Italia và Tây Ban Nha. Đó là lý do vì sao mà hôm nay tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Anh có mặt tại Biển Đông. Một mặt chúng tôi sẽ thực hiện việc tự do hàng hải như đã nói ở trên. Chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng luật pháp quốc tế và theo đúng Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Mặt khác, chúng tôi muốn ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình vì tội đem con virus Vũ Hán, virus Trung Quốc, virus Tập Cận Bình đi gieo rắc đau thương cho toàn nhân loại. Nước Anh cũng muốn trừng trị Bắc Kinh vì tội chuyên đi gây hấn, bắt nạt với các nước trong khu vực Đông Nam Á và gây gổ đối đầu căng thẳng với các nước ở phương Tây. Chúng tôi có một nhiệm vụ và trọng trách quan trọng, đó là bảo vệ đồng minh của mình như Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, cũng như một số đối tác chiến lược ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, hành động tàu chiến của Hoàng gia Hải quân Anh tiến sát vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ngoài Biển Đông, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình nổi giận đùng đùng và ngay lập tức Bắc Kinh đã cử một nhóm tàu hung dữ gồm 15 tàu chiến, trong đó có 5 tàu hải cảnh, 5 tàu cảnh sát biển và 5 tàu dân quân biển, mang theo rất nhiều vũ khí, khí tài hạng nặng, bí mật theo dõi đường đi của tàu khu trục Anh. Và vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua giờ Việt Nam, nhóm tàu của phía Trung Quốc đã phát hiện ra tàu chiến của Anh tiến sát vào bên trong ranh giới tới đường Lưỡi Bò của phía Bắc Kinh. Lập tức, 5 tàu dân quân biển của phía Trung Quốc đã lao lên hăm dọa, ra tín hiệu xua đuổi con tàu của Anh và ngay sau đó đụng độ căng thẳng đã xảy ra. Nhóm tàu dân quân biển của phía Trung Quốc đã cho phun vòi rồng và cho nổ súng bắn đạn thật, bắn thẳng vào mạng sườn con tàu khu trục của Hoàng gia Anh. Ngay sau đó, các thủy thủ đoàn trên con tàu chiến Anh đã quyết định phóng hỏa, phóng tên lửa và làm cháy một con tàu dân quân biển của phía Trung Quốc. Khi phát hiện một tàu của mình bị bắn cháy, nhóm tàu của phía Trung Quốc nói trên đã cho tăng tốc, dàn trận, bao vây con tàu chiến của Anh. Khi không chịu được sự cản đường vô lý nói trên, chỉ huy hạm đội hải quân của Anh đã phát lệnh cho tàu chiến bè lái, tăng tốc, đâm bẹp một con tàu dân phòng nữa của phía Trung Quốc để đánh tan vòng vây, và cuộc đụng độ trên chỉ dừng lại khi tàu khu trục của Anh đi ra ngoài vùng đặc quyền kinh tế mà phía Trung Quốc tự nhận là vùng biển, vùng lãnh hải của mình. Thưa quý vị, theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post, trích dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã lên tiếng nói rằng tình hình Biển Đông hiện nay đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan, đặc biệt là các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga và Ấn Độ hãy tôn trọng Trung Quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế, luật pháp của Bắc Kinh và đặc biệt là tôn trọng vùng lãnh hải trong phạm vi đường Lưỡi Bò mà Bắc Kinh đã cho đo đạc và cắm mốc ở ngoài Biển Đông, được các nước trên thế giới thừa nhận. Chúng tôi yêu cầu Bộ Quốc phòng và Hải quân của Anh cũng như Bộ Quốc phòng và Hải quân của các nước kể trên cho rút toàn bộ các tàu sân bay USS, tàu khu trục, máy bay ra khỏi vùng biển của Trung Quốc. Chúng tôi chính thức thông báo rằng hành động của tàu chiến Anh ngày hôm qua là vi phạm nghiêm trọng đến quyền chủ quyền tài phán và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Bắc Kinh sẽ đáp trả một cách mạnh mẽ nếu như tàu của nước ngoài và tàu chiến của Anh tái diễn vi phạm những hành động nói trên. Bắc Kinh sẽ không bao giờ dung tha và bỏ qua. Trung Quốc có thể bao vây, đánh sập hoặc có thể tịch thu nếu như các nước không tôn trọng chủ quyền đường chín đoạn mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã đề ra ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết, trong thời gian vừa qua, tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu tuần tra, tàu trinh sát và máy bay ném bom, máy bay chiến đấu của Mỹ, của Italia, Tây Ban Nha và của Anh đã thay nhau thường xuyên xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để thách thức chủ quyền vô lý của phía Trung Quốc, đồng thời răn đe, ngăn chặn sự bành trướng của phía Bắc Kinh để bảo vệ đồng minh, bảo vệ các đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Đúng như lời cam kết của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng như các nước lớn trên thế giới là sẽ bảo vệ Việt Nam, bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á, bảo vệ tuyến hàng hải bậc nhất của thế giới ở Biển Đông trước những mối đe dọa đến từ phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, ngay tới đây, chắc chắn có nhiều quý vị và các bạn sẽ thắc mắc đặt ra câu hỏi rằng trên thế giới, Mỹ hay Triều Tiên ra tay trừng trị Trung Quốc? Dám đánh Bắc Kinh là chuyện không phải bàn cãi rồi, nhưng tại sao bây giờ có thể thêm cả Anh? Thì xin thưa với quý vị rằng không ngẫu nhiên mà Hải quân Hoàng gia Anh lại đem tàu chiến cỡ lớn chở theo tên lửa dẫn đường, bắn cháy tàu Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Tất cả đều có nguyên nhân khách quan, chủ quan của nó. Ở đây, Hoàng gia Anh muốn đánh Trung Quốc, muốn giàn mặt Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình bởi vì con virus Vũ Hán, con virus Trung Quốc đang làm điêu đứng các nước ở khu vực châu Âu, trong đó có nước Anh. Tin cực nóng, Trung Quốc run sợ khi Tổng thống Joe Biden phát lệnh bắt tiếp 15 tàu do thám của Bắc Kinh ở Biển Đông để bảo vệ Việt Nam. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi Trung Quốc và Mỹ liên tục có những động thái ăn miếng trả miếng với nhau. Mới đây nhất, Bắc Kinh đã cho phóng 200 quả tên lửa thiêu trụi 7 máy bay của Mỹ. Hoa Kỳ tức giận, điều 3/4 hạm đội Thái Bình Dương di chuyển từ căn cứ quân sự ở Nhật Bản để tiến vào Biển Đông nhằm đáp trả phía Trung Quốc. Ngay sau khi tình báo của Bắc Kinh cho biết, Hải quân của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ đang điều một đội tàu hùng hậu gồm 3 tàu sân bay USS mang tên lửa, máy bay ném bom và 2 tàu ngầm siêu hạng mang theo ngư lôi phóng hỏa, một tàu khu trục Way Air, 5 tàu chiến cỡ lớn mang theo vũ khí tối tân hiện đại. Cùng 15.000 lính thủy chiến được cho là đang di chuyển nhanh vào Biển Đông để trả đũa phía Trung Quốc vì cho rằng phía Bắc Kinh đã bắn rơi 7 máy bay của không quân Hoa Kỳ. Nhận được tin mật báo, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã rất run sợ và cho Hải quân của Trung Quốc chuẩn bị 100 tàu chiến cao loại, gồm 20 tàu hải cảnh, 15 tàu dân binh, 15 tàu do thám, 40 tàu hải giám và 10 cảnh sát biển. Bài binh bố trận xung quanh 7 hòn đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông và quanh khu vực đảo Hải Nam của phía Trung Quốc, đề phòng cũng như ngăn chặn nếu như chính quyền của Tổng thống Biden phát lệnh phóng hỏa trả đũa. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, sau khi di chuyển mất 2 ngày đêm, đội quân hùng hậu của hạm đội Thái Bình Dương Mỹ đã tiến vào khu vực Biển Đông. Ngay lập tức, Hải quân của Hoa Kỳ đã cho bắn đạn thật để khiêu khích phía Trung Quốc. Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hải quân của Trung Quốc đã ngay lập tức cho phóng tên lửa từ các đảo nhân tạo mà phía Bắc Kinh đang đặt các căn cứ quân sự, radar, tên lửa và máy bay. Được biết, mỗi khi xảy ra xung đột, những nơi này được biến thành bãi chiến trường mà phía Trung Quốc đã sắp đặt sẵn trên Biển Đông. Theo tờ báo của Nhật Bản cho biết, sau khi phía Trung Quốc phóng tên lửa bắn hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, chỉ huy trưởng hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Davidson đã phát lệnh đồng loạt khai hỏa, bao vây hết toàn bộ tàu thuyền của phía Trung Quốc và cuộc đụng độ nảy lửa trên diễn ra trên Biển Đông hết sức căng thẳng. Do lần này, phía Hải quân của Mỹ đã có một đội hình vượt trội khi điều 3/4 lực lượng hạm đội 7 nên đã nhanh chóng bao vây và đánh chặn được Hải quân của phía Trung Quốc. Phía Trung Quốc được cho là quá yếu trước Hải quân của Hoa Kỳ nên đã đầu hàng. Hải quân Mỹ sau đó đã ra lệnh bắt 15 tàu do thám và dân phòng của phía Trung Quốc để dàn mặt, đồng thời gửi cho chính quyền ông Tập Cận Bình một thông điệp rằng Bắc Kinh chớ có gây hấn cũng như không nên có những hành vi kích động, ngăn cản chống đối với cả Mỹ. Nếu không, Hải quân Mỹ sẽ đánh chờ Trung Quốc tơi bời. Thưa quý vị, sau khi Trung Quốc tuyên bố dừng cấp phép tàu chiến và máy bay quân sự của Mỹ tới thăm cảng của Hồng Kông, một quan chức quốc phòng của Mỹ cho rằng động thái của Bắc Kinh không gây ảnh hưởng tới hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông. Cách đây 3 hôm, trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam đã chỉ trích đạo luật dân chủ và nhân quyền của Mỹ là không cần thiết và là mối đe dọa với Hồng Kông. Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam nói trong cuộc họp báo tại tòa thị chính ở Hồng Kông cho rằng đạo luật của Mỹ đã tạo ra một môi trường không ổn định và không chắc chắn cho Hồng Kông. Bà Carrie Lam cho rằng đạo luật này là không hoàn toàn cần thiết, đồng thời cảnh báo Hồng Kông sẽ làm theo Bắc Kinh về việc thực hiện các biện pháp trả đũa Mỹ, song không nói rõ biện pháp là gì. Thưa quý vị, theo giới quan sát cho biết, bà Carrie Lam chính là tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình, bởi vì trong một năm vừa qua, chính quyền của Trung Quốc đã cho điều bà Carrie Lam 10 lần tới Bắc Kinh để gặp lãnh đạo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ông Tập Cận Bình để có những chỉ đạo về Hồng Kông. Mặc dù 7 tháng vừa qua, cuộc biểu tình Hồng Kông liên tục diễn ra và gây sức ép với cả chính quyền của Hồng Kông, trong đó có trưởng đặc khu bà Carrie Lam và buộc bà phải từ chức. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình luôn ra tay đứng đằng sau để bảo vệ bà Carrie Lam. Còn phía Tổng thống Joe Biden thì liên tục ủng hộ đạo luật Hồng Kông. Đấy chính là nguyên nhân tại sao trong suốt thời gian dài vừa qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình liên tục có những xung đột căng thẳng với chính quyền Tổng thống Biden trên tất cả các mặt trận, kể cả trong lĩnh vực thương chiến, thương trường, Biển Đông, Hồng Kông và Đài Loan. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, tất cả các đời Tổng thống Mỹ trước đây không quan tâm nhiều tới Biển Đông. Nhiều ý kiến cho rằng đó là do cả nể với cả Chủ tịch nước ông Tập Cận Bình. Mặt khác, các đời Tổng thống Hoa Kỳ trước đây quan tâm nhiều hơn cho chiến trường ở Trung Đông như Iraq và Iran. Nhưng từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền nước Mỹ và đến bây giờ là Tổng thống Joe Biden thì Hoa Kỳ liên tục có sự xuất hiện ở ngoài Biển Đông. Việc quan tâm đặc biệt Biển Đông với cả chính quyền Tổng thống Biden đã thực sự gây nên áp lực với chính quyền ông Tập Cận Bình. Nếu như không có Hoa Kỳ thì Biển Đông chắc chắn sẽ nằm trong tay của Bắc Kinh, bởi vì Bắc Kinh đã lên kế hoạch chiếm Biển Đông từ rất lâu rồi. Vì thế, các quan chức của chính quyền ông Tập Cận Bình đã tự vẽ ra con đường lưỡi bò và cũng thừa nhận nó. Bắc Kinh còn không tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như gạt qua phán quyết của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc. Khi mà vụ kiện của Philippines thắng kiện, Bắc Kinh vẫn gạt ra và không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài. Theo các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho biết, những hệ lụy khi mà Trung Quốc biến Biển Đông thành ao nhà không chỉ tự do hàng hải, hàng không trên tuyến vận tải huyết mạch với nền kinh tế, mà cả hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực cũng như toàn cầu đều bị đe dọa nghiêm trọng. Một khi Trung Quốc thực hiện hóa tham vọng đường lưỡi bò hay còn gọi là con đường chín đoạn để biến Biển Đông thành ao nhà của phía Bắc Kinh, theo những đòi hỏi chủ quyền vô lý và phi lý bất hợp pháp của phía chính quyền ông Tập Cận Bình, vấn đề Biển Đông đã trở thành một chủ đề nổi bật và nóng bỏng trong các hội nghị diễn ra tại khu vực, nhất là hội nghị ASEAN trong những tháng vừa qua. Tất cả các học giả, các nhà nghiên cứu về Biển Đông hay các quốc gia trên toàn thế giới trong những tháng vừa qua đều ngày càng nhận rõ những hệ lụy, những nguy cơ khôn lường nếu như con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc được thôn tính bởi chính quyền ông Tập Cận Bình. Tham vọng độc chiếm Biển Đông là một chiến lược nhất quán, lâu dài của phía Trung Quốc. Việc dùng vũ lực để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 có thể xem là một bước đi đầu tiên trên thực tế của nước này trong việc thực hiện hóa tham vọng chủ quyền ở Biển Đông. Sau khi thò được một chân vào Biển Đông năm 1974, Trung Quốc đã xây dựng, biến nơi này thành các căn cứ điểm, tiền đồn quân sự lớn và xâm chiếm vùng biển này theo nhiều giai đoạn trong việc thực hiện hóa tham vọng chủ quyền trên thực địa. Trung Quốc từ năm 2014 tới nay đã giao diết tiến hành bồi đắp trái phép 7 thực thể chiếm đóng trái phép ở quần đảo Trường Sa thành các đảo nổi nhân tạo với quy mô cực lớn với tổng diện tích lên tới 13 km2, chiếm khoảng 95% diện tích các đảo tự nhiên và đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Đặc biệt, Trung Quốc đã bồi đắp 3 bãi đá Subi, bãi đá Vành Khăn và bãi đá Chữ Thập thành 3 đảo nhân tạo với quy mô lớn, có đường băng sân bay dài 3.000 m, đủ để chứa các máy bay chiến đấu hạng nặng có thể cất cánh và hạ cánh. Và Trung Quốc còn xây một cảng biển nước sâu để tàu chiến hạm cũng như tàu sân bay đi vào một cách tự do. Việc Trung Quốc chiếm đóng các đảo cũng như các thực thể ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam để hậu thuẫn vẫn cho các yêu sách chủ quyền đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò được giới phân tích cho là để phía Trung Quốc dựa vào đây dẫn thêm một bước tiếp theo chính thức đòi hỏi chủ quyền và quyền tài phán ở ngoài Biển Đông. Theo hãng Reuters cho biết, tự do hàng hải, hàng không cùng hòa bình, an ninh ở Biển Đông còn đe dọa nghiêm trọng hơn gấp bội khi phía Trung Quốc quân sự hóa các đảo và các thực thể mà họ chiếm đóng phi pháp ở vùng biển này. Các chuyên gia quân sự cho rằng ý đồ quân sự hóa các đảo ở Biển Đông đã bị phía Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng trái phép quá rõ khi Bắc Kinh muốn chúng biến thành căn cứ quân sự, hòng phục vụ toan tính độc chiếm Biển Đông trong tương lai. Và Mỹ là một trong những nước tiên phong trên thế giới đã ngăn chặn được sự bành trướng ngang ngược của Trung Quốc. Trong suốt thời gian vừa qua, Mỹ liên tục điều tàu chiến, tàu khu trục, tàu sân bay cũng như lính thủy đánh bộ, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom tiến vào Biển Đông để dàn mặt phía Trung Quốc, cũng là để gây áp lực lên chính quyền ông Tập Cận Bình để cho Bắc Kinh không có những hành động tiếp theo dấn thân vào Biển Đông, để biến Biển Đông thành ao nhà của phía Trung Quốc, và hành động của Mỹ ở Biển Đông được cho là rất đáng hoan nghênh. Các nước lớn trên thế giới như Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, ngoài ra, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Australia, trong đó có cả Việt Nam, trong tương lai sẽ phải rất cứng rắn với cả phía Trung Quốc. Ngoài ra, đề phòng những toan tính, những âm mưu, những mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh để ra tay ngăn chặn một cách kịp thời, và chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình luôn nuôi tham vọng thôn tính Biển Đông, còn thế giới thì luôn ra sức ngăn chặn phía Trung Quốc. Vì thế, cuộc chiến Biển Đông sẽ còn rất gay cấn và căng go, khó lường.